xin chào các bạn, mình là anh Văn Âm đây. Video này là mình sẽ nói về vấn đề là xe này nó hao xăng như thế nào. Các bạn còn nhớ cái clip, các bạn có coi cái clip của mình chưa? Cái clip mà hôm bữa là mình đi làm biển số á, thì ở cuối clip á mình có đi đổ xăng và mình có nói các bạn là mình sẽ làm một cái bài test cho con xe này là khi mà mình đổ đầy bình thì con xe này chạy được bao nhiêu cây số. Thì đây là kết quả đây. Hôm bữa mình có reset lại trip á, đây là trip 1 nè, và nó chạy được 504 cây số và 600m đó. Bữa mình có tua lại đó, thì mình test, mình lấy cái mức là khi mà nó chớp chớp đó là mình sẽ dừng lại. Khi mà nó chớp chớp á, khi mà cái mức này chớp chớp á thì mình sẽ dừng lại và mình xem là nó chạy được bao nhiêu. Tại vì khi mà đèn nó chớp chớp, khi mà cái chỗ này nó chớp chớp á là nó còn khoảng 1 lít xăng trong đó. Các bạn có thể chạy khoảng 50 cây số nữa. Theo thông tin mình biết, để mình kiểm tra lại coi. Chiếc xe này hình như là nó khoảng 11 lít xăng hay gì á. Đây các bạn, ngay chỗ dung tích bình xăng á là 11 lít xăng. Vậy là cái chỗ này chớp chớp á là nó khỏe, còn khoảng 1 lít xăng trong đó. Còn khoảng 1 lít xăng trong đó thì nếu mà tính ra thì mình chạy được 10 lít xăng rồi đó, là khoảng là 500 mấy. Mình chạy 10 lít xăng thì được 504 cây, thì tính ra 1 lít nó chạy được khoảng 50 cây. 50 cây số 1 lít. Thì tính ra là chiếc xe này cũng nó không phải là tiết kiệm lắm, nhưng mà cũng là ok so với cái mức này rồi. Bây giờ mình sẽ đi đổ xăng xem là bây giờ mình đổ đầy bình lại thì nó được khoảng bao nhiêu tiền và bao nhiêu lít xăng, rồi mình sẽ cho các bạn biết. Về cách chạy, bây giờ mình sẽ vừa đi tới cây xăng rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chạy của mình. Thì cách chạy của mình á thì cũng đơn giản thôi, tại xe mình đang Hyundai mà. Xe mình đang Hyundai thì mình chạy là mỗi số mình không chạy quá 5.000 vòng nha. Mỗi số mình vòng tua của mình là không chạy quá 5.000 vòng, và tốc độ tối đa khi mà mình chạy số 6 á, là dưới 70 km/h. Rồi khi mà mình kéo ga mình không có chạy thúc ga, mình lên ga từ từ thôi. Cũng có những lúc mà mình lên ga nhanh thôi chứ không phải là lên ga đột ngột. Nhưng mà những cái lần lên ga nhanh đó mà ít thôi chứ không có nhiều. Chứ là mình chạy rề từ từ, tại mình đang Hyundai mà. Cho nên là mình cũng không có chạy nhanh lắm. Không có lên ga nhanh. Và mỗi số thì mình dòng tua của mình á không quá 5.000 nha. Như vậy thì mình đạt được 50 km/h. Mình chắc chắn là sau mốt mà mấy bạn chạy kiểu như mà mấy bạn chạy trăm mấy thì thế, đương nhiên là nó không có tiết kiệm xăng như bây giờ rồi, nó cũng sẽ 40 mấy km một lít chứ không phải là được 50 như vậy đâu. Thì tính ra là con này nó cũng chấp nhận được khi mà mấy bạn chạy mình chạy kiểu người già vậy đó. Mấy người lớn là chạy cũng đâu có thúc ga đâu. Hôm nay là mình chạy kiểu theo chạy của người già. Bây giờ mình thử đổ đi mình coi nó được bao nhiêu km nha, ý lộn nó được bao nhiêu lít nha, và tổng số tiền là bao nhiêu. Hôm bữa mình cũng đổ đi mình là nó 180.000 á, chắc bây giờ đổ 200 mà. Mình thì chiếc này mình sẽ đổ xăng 95 nha, không có đổ xăng E5 được. Tại vì quên mất tiêu rồi. Chỉ số octane của nó cao cho nên là mấy bạn đổ xăng 95 nó mới chạy êm được. Rồi bây giờ tới cái xăng rồi mình sẽ đi đổ cái xem là đổ bao nhiêu lít. Chắc được đổ 200 mấy con.
10 lít là 1 lít là 21 ngàn rồi, 10 lít là 200 mấy rồi, trời ơi khốn, khốn ơi là khốn. Ok. Thì mình đổ hồi nãy là mình đổ đầy bình luôn các bạn. Ngang với cái mức mà trong đây nó cái gì? Ngang với mấy cái mức mà bằng thép trong đây nè. Đó, mình đổ đầy bình luôn. Thì nó 200 ngàn. 200 ngàn cho 500 km. Vậy là có tiết kiệm không mấy bạn? Đó nha, giải đáp thắc mắc cho mấy bạn rồi nha. Bây giờ mình sẽ tua đồng hồ lại. Đó, bây giờ mình sẽ tua đồng hồ lại, mình sẽ làm thêm một bài test nha, xem là kết quả này lần sau nó có giống như kết quả lần đầu hay không. À quên cho mấy bạn coi audio của mình nữa. Audio của mình là 666 666 km. Lúc trước là mình chạy như ta 160 là mình đi đổ xăng, 160 mấy là mình đi đổ đổ xăng rồi. Vậy chạy khoảng được 500 mấy, đúng rồi, chính xác. Ok vậy ha. Thì video mình của mình là kết thúc tại đây nha. Hẹn các bạn video sau, mình sẽ test lần hai về về cái mức hao xăng, là mình sẽ test là mỗi mức này á, hết mỗi mức á là nó chạy được bao nhiêu km. Như vậy ha. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.